Long An, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang. Những vụ việc bạo hành người cao tuổi bởi chính người thân trong gia đình. Hoàn toàn là không thể là làm một cái hành động như thế với cha mẹ, đối xử quá là tệ như được như vậy. Quá tôi bức xúc lắm ấy, kể cả mà tại sao một người cha mẹ, một người mẹ đẻ ra như mình dù thế nào chăng nữa cũng không thể có một cái hành động tàn bạo đấy như thế với cái cả bố mẹ. Trước tiên ấy, tôi cảm nhận sâu sắc những cái nạn nhân của sự bạo hành. Người ta sẽ tổn thương rất là lâu dài. Đối với tôi cũng cảm thấy cực kỳ là mà trong hộ mình tôi cũng cảm thấy là nó giống như là một sự sát thương. Và nếu mà có bất kỳ cái công cuộc nào mà để chống bạo hành, tôi sẽ xin tham gia đầu tiên. Những người rất là gần gũi yêu thương lẫn nhau thì lại hành hạ, thì lại bạo lực lẫn nhau. Cho nên là làm cho chúng tôi là những người cao tuổi thì chúng tôi rất là suy nghĩ, chúng tôi rất là thấy buồn vì cái thái độ ứng xử và cái gọi là cái nề nếp gia phong là nó đã bắt đầu bị ảnh hưởng đến vấn đề xã hội rồi. Và rất cần là xã hội làm thế nào để cho những người già chúng tôi là được bảo vệ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017, ước tính cứ 10 người cao tuổi thì có 1 người cao tuổi bị ngược đãi hàng tháng. Còn tại Việt Nam, theo kết quả điều tra quốc gia năm 2012 về người cao tuổi, 11,6% người cao tuổi cho biết từng bị con cháu bạo hành, 38% số người trả lời từng bị nhục mạ và có mâu thuẫn trong vòng 12 tháng trở lại. Đặc biệt, tình trạng này có xu hướng tăng trong đại dịch COVID-19 và tại những nước đang trong giai đoạn già hóa dân số. Như ở Việt Nam thì các bạn cũng biết là cái tốc độ già hóa dân số lại nhanh hơn rất nhiều các nước phát triển. Ví dụ như từ năm 2009, chúng ta lúc ấy chỉ khoảng độ hơn 7 triệu người cao tuổi, nhưng mà cho đến 10 năm sau thì chúng ta đã lên hiện nay là khoảng độ hơn 12 triệu. Thì từ cái đấy có thể nảy sinh ra một bạo hành của người cao tuổi ở các khía cạnh khác nhau, tức là bỏ bê không chăm sóc hoặc là tranh chấp về mặt tài sản. Còn chưa nói đến một số ít để còn hành hạ bố mẹ nữa. Có thể là họ cảm thấy cái gánh nặng chăm sóc cha mẹ già chẳng hạn, thì họ đùn đẩy giữa các con với nhau hoặc là hành hạ người cao tuổi. Trước thực trạng đó, Ngày Thế giới phòng chống ngược đãi người cao tuổi, cụ thể hơn là Ngày Thế giới nhận thức về ngược đãi người cao tuổi, đã được mạng lưới quốc tế về phòng chống ngược đãi người cao tuổi và Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng vào năm 2006. Từ đó, hầu như hàng năm, các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc và các tổ chức về người cao tuổi đều có các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi người về nội dung này. Khi mà người cao tuổi thành một cái vấn đề xã hội thì cái nước để ý và quan tâm hơn, ngay cả về mặt thể chế, tổ chức cũng như là các cái chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi. Chúng ta có một cái căn cứ pháp luật rất là quan trọng, đấy là Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Thì cái đấy thì vừa rồi Quốc hội cũng đã họp để sửa lại một cái điều theo cái thực trạng xã hội và nó có thể điều chỉnh những hành vi tốt nhất cho các thành viên trong gia đình giữa các thế hệ. Để bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Trong đó quy định rõ, từ nay đến năm 2025, 95% người cao tuổi phải có thẻ bảo hiểm y tế, 80% xã phường thị trấn có quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, 60% số xã phường thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi, và ít nhất 50% số xã phường thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Câu lạc bộ Ngày Mùa thuộc Hội Người Cao Tuổi Việt Nam là một trong những đội nhóm như thế. Các thành viên câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đều là những người cao tuổi nghỉ hưu, chính vì vậy cho nên là chúng tôi rất là hết sức quan tâm những cái việc rất nhỏ, ví dụ như là các bạn bị ốm đau thì đều có cái sự chăm sóc của đơn vị, các bạn đều đến thăm hỏi, cái nhỏ nhất là đến thăm hỏi, sau đó là có những cái sự chia sẻ thì có những cái bạn hoàn cảnh còn khó khăn, lương hưu thì rất là ít, chính vì vậy cho nên chúng tôi cũng có những cái mà đóng góp để cho các bạn bớt đi qua những cái lúc mà khó khăn bạo bệnh như vậy. Không chỉ quan tâm đến người cao tuổi trong đội, câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức những chuyến từ thiện đến các trung tâm bảo trợ xã hội vùng sâu vùng xa, thăm người già neo đơn để chia sẻ bớt phần nào khó khăn về vật chất và nương tựa nhau về tinh thần. Mình thì cũng là cán bộ về hưu, cũng là người cao tuổi thì mình hiểu được tất cả những các cái khó khăn cũng như các cái cần thiết cho người cao tuổi. Thì chúng mình có thiện nguyện đi đến các vùng sâu vùng xa để đi giúp đỡ các những cụ già neo đơn, nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm.
nhưng với cái tình cảm của những người già, những người cao tuổi thì đến với nhau, giúp đỡ nhau để bớt đi nỗi khó khăn hoặc bớt đi những các cái về tinh thần nó bị khủng hoảng về nhiều lý do khác nhau. Những cái tổ chức xã hội như vậy nếu mà phát huy được cái sức mạnh của cộng đồng thì đấy là một cái sự bổ sung rất tốt đối với lại gia đình và nhà nước trong cái chăm sóc cũng như là quan tâm đến người cao tuổi. Bởi vì nó là cái sự quan tâm để có thể là nắm bắt được cái tình hình thực tiễn sát nhất đối với cái những người cao tuổi trong một cái cụm dân cư nào đấy, để có vấn đề thì người ta có thể hỗ trợ và bảo vệ hoặc là phản ánh đến các cơ quan chức năng để bảo vệ cái người cao tuổi. Khi các câu lạc bộ người cao tuổi liên thế hệ được nhân rộng, chính những người cao tuổi sẽ trở thành tình nguyện viên để tuyên truyền, thúc đẩy quyền của mình. Qua đó, người cao tuổi, gia đình, cộng đồng được nâng cao nhận thức, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để người cao tuổi được sống vui, khỏe, có ích. Bên cạnh các câu lạc bộ, trung tâm bảo trợ xã hội, viện dưỡng lão, thì các ngôi chùa với tấm lòng từ bi của chư Tăng Ni vẫn luôn rộng cửa chào đón, che chở những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Và mái ấm chùa Bình An, Bình Tân, TP.HCM ra đời cũng vì lý do đó. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà che chở, bao bọc cho những số phận không may mắn, thiếu vắng tình thương yêu để giúp các cụ vượt qua khó khăn, sống tiếp quãng đời còn lại. Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn. Cả cuộc đời vất vả, làm lụng lo toan cho cuộc sống. Đến xế chiều, bà Nguyễn Thị Nhàn, 79 tuổi, chỉ mong được quây quần bên con cháu, được chăm nom hàng ngày. Thế nhưng, hạnh phúc giản dị ấy khó có thể thành hiện thực bởi hoàn cảnh của gia đình khó khăn. Không người thân bên cạnh trong lúc ốm đau, bệnh tật, bà Nhàn may mắn được mái ấm chùa Bình An, Bình Tân, cưu mang, chăm sóc. Chính sự tận tâm của những con người giàu lòng nhân ái dưới mái chùa đã giúp bà Nhàn lau khô những giọt nước mắt, tủi hờn về số phận. Mới lâu rồi bà chưa được gặp con ạ. Bà ha, vợ con không đủ trong. Rồi, bố tặng cái đề xong nè. Cái đề ra làm. Dâu không có thương. Trong này ta thương nhau. Có vậy về giúp đỡ với nhau vậy đó. Không chỉ bà Nhàn, trên 40 cụ già tại mái ấm chùa Bình An, Bình Tân được chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần. Hơn 30 năm nay, ni sư Thích Nữ Tùng Tín, trụ trì chùa Bình An, là người tiếp nhận, cưu mang biết bao nhiêu hoàn cảnh cơ cực, nghèo khó, không nơi nương tựa. Trong đó có nhiều cụ phải chịu nỗi đau bệnh tật. Mỗi người một cảnh ngộ, nhưng khi về đây, họ tìm lại được cảm giác đầm ấm của gia đình, sự chia sẻ, đồng cảm, trở thành nguồn động viên to lớn, giúp họ có được niềm vui thực sự trong cuộc sống. Sư nuôi mấy bà lão từ lúc 1992, chăm sóc tiền cho mấy bà ăn, kêu bác sĩ vô hay là cho mấy bà đi nhà thương, mấy bà như em bé vậy đó. Thì con biết nuôi người ta cũng phải biết chiều, biết ý, đừng có giận dai mấy bà, rồi khuyên nhủ nữa. Một ngày của các cụ tại chùa Bình An bắt đầu từ hơn 5 giờ sáng. Những cụ khỏe mạnh chia nhau quét dọn khuôn viên chùa, lau dọn nơi ở hoặc phụ giúp nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Những cụ sức khỏe yếu, không thể đi lại bình thường, được các cô nuôi chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ. Hàng ngày, các cụ được phục vụ 3 bữa ăn để đủ dưỡng chất, nghe kinh, nghe giảng về Phật Pháp, tu tập theo thời khóa. Đặc biệt, những người chăm sóc luôn cố gắng gần gũi, động viên để các cụ cảm nhận tình yêu thương, sống vui, sống khỏe. Hàng ngày thì chỉ lo mấy bà lão, cơm nước, quần áo tắm rửa cho bà, đút cho bà ăn. Thầy thì cũng tốt, thầy thương, thầy bảo bọc, thầy lo. Lên đây khổ, thầy lo, mình phải giờ mình phải nương tựa ra đây với thầy. Niềm vui mỗi ngày của các cụ ở mái ấm chùa Bình An, Bình Tân là có những người bạn nương tựa lúc tuổi già, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Nơi đây thực sự đã trở thành mái ấm, là gia đình thứ hai của các cụ già neo đơn, và những người chăm sóc chính là người thân của các cụ. Mỗi ngày thầy đi ngang đây này, thầy cũng hỏi thăm mấy bà lão làm sao, có khỏe không, ăn uống rồi làm sao vậy đó. Thầy cũng vui lắm.
Nếu mà có cần cái gì thì thầy lo. Để duy trì mái ấm, Juni đã làm bánh giò, bánh cam bán hàng ngày hoặc trong dịp rằm mùng 1 hàng tháng. Và dù có khó khăn đến mấy, nhưng mái ấm chùa Bình An, Bình Tân vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón những mảnh đời không may mắn. Tin chắc rằng với nỗ lực đầy trách nhiệm và tình thương của ni sư cũng như những tấm lòng nhân ái đã phần nào vun đắp tinh thần của cụ ông, cụ bà, thiếu thốn tình thân tuổi xế chiều, xoa dịu nỗi đau người yếu thế trong xã hội.